Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn một mẫu máy là tóc ép tóc. Cái mẫu này là mẫu Hong Brand màu hồng. Thì cái mẫu này có cái bản khá là to, thì giúp chúng ta là được những cái mảng tóc to hơn, nhanh hơn. Cái mẫu máy là này cũng có một cái mức giá rất là tốt, nó khoảng 240, rất là phù hợp cho những các bạn là làm tóc chuyên nghiệp, cũng như là chúng ta mới vào nghề, chúng ta tập tiến hành thao tác. Cái máy Hong Brand này thì cũng được thiết kế cái phần chỉnh nhiệt là phía bên trong, thì khi mà chúng ta chỉnh nhiệt phía bên trong này, chúng ta thao tác sẽ không bị chạm vào cái nút chỉnh nhiệt. Ok, chúng ta có thể là chọn chế độ phù hợp khi mà chúng ta tiến hành thao tác là tóc hoặc ép tóc. Thì thông số ở đây có từ 140 độ cho đến 230 độ. Thì chúng ta sẽ chọn cái mức nhiệt độ phù hợp với từng chất liệu tóc. Ví dụ là tóc yếu thì chúng ta có thể là chọn cái mức nhiệt là khoảng 140 cho đến 160. Tóc trung bình chúng ta chọn cái mức nhiệt là khoảng 180, còn tóc khỏe thì chúng ta chọn cái mức nhiệt là từ 200 cho đến 230. Ok, bây giờ tôi sẽ tiến hành thao tác ở trên cái tóc ma lá canh. Vì đây là cái mẫu máy là bản rộng cho nên là chúng ta sẽ có thể là làm một cái mảng tóc rộng như thế này, giúp cho cái việc kẹp tóc là tóc được nhanh hơn, chúng ta tiết kiệm thời gian hơn. Mẫu máy là Hong Brand này thì được sơn một cái lớp sơn tĩnh điện màu hồng, trông rất là bắt mắt. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.